Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin tài chính sáng nay của Báo Đanh Hóa. Dạng sáng đầu tuần 29 tháng 7, giá vàng thế giới có xu hướng phục hồi. Trong khi đó, giá vàng trong nước đứng yên. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.249 đồng. Chỉ số USD Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 104,32. Giá vàng miếng SJC tiếp tục được duy trì ổn định ở mốc 79,5 triệu đồng một lượng bán ra, giá vàng nhẫn trong nước neo dưới 77 triệu đồng một lượng. Hiện tại giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank bán ra ở mức 79,5 triệu đồng một lượng. Các công ty vàng bạc đá quý cũng duy trì bán vàng miếng ở mức này. Ở chiều mua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đa quý Sài Gòn SCC, tập đoàn Doji, tập đoàn Vàng bạc đa quý Phú Quý, công ty cổ phần Vàng bạc đa quý Phú Nhuận Biển và công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu đã niêm yết mức 77,5 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SCC 4 số 9 nêu lần lượt ở mức 75,5 triệu đồng một lượng mua vào và 77 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn 4 số 9 thương hiệu Doji tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang mua vào bán ra ở mốc 75,8 và 77,5 triệu đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu Biển gì đang là 75,6 triệu đồng một lượng và 77,6 triệu đồng một lượng. Giá nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết lần lượt ở mức 75,88 triệu đồng một lượng mua vào và 77,8 triệu đồng một lượng bán ra. Phục quý SJC đang mua vàng nhẫn với giá 75,75 triệu ,75 đồng một lượng và bán ra ở mức 77,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới có xu hướng phục hồi với vàng giao ngay tăng 3,2 USD so với mức chốt phiên tuần trước lên 2.390,3 USD. Giới chuyên gia dự báo giá vàng sẽ được tiếp thêm động lực trong tuần này bởi quan điểm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép. Theo đó, các ý kiến cho rằng dù các quan chức Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể sẽ không hoàn toàn cam kết với việc nới lỏng chính sách tiền tệ vào cuối quý 3, nhưng có khả năng sẽ để hé lộ về động thái này. Trong tuần trước, dữ liệu mới nhất đã khơi dậy sự lạc quan mới trên thị trường vàng, giúp quy loại quý này có được mức tăng hơn 20 USD. Theo đó, số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát ưa thích của Fed đã cho thấy sự tiến triển liên tục trong cuộc chiến chống lại giá cả tăng cao. Cùng với đó, GDP ước tính quý 2 đã vượt qua kỳ vọng của giới chuyên gia với mức tăng trưởng hàng năm mạnh mẽ là 2,8%. Con số này cao hơn nhiều so với mức dự đoán 2% của các nhà kinh tế, đã cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế dù lãi suất vẫn ở mức cao nhất trong 23 năm. Nhưng báo cáo đáng khích lệ này đã thúc đẩy kỳ vọng về động thái tiếp theo của Fed, trong khi khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần tới vẫn ở mức thấp là 4,7%, nhưng tâm lý thị trường đã thay đổi đáng kể đối với cuộc họp vào tháng 9. Theo công cụ fedwatch Watch khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ tại cuộc họp tháng 9 là 100%, với khả năng giảm 0,25 điểm phần trăm là 87,7%. Bên cạnh kỳ vọng lãi suất, giám đốc vòng ngừa rủi ro thương mại Sean Lux của Wall Trading cho rằng, kim loại quý này vẫn hoạt động trong môi trường thuận lợi khi lo ngại liên quan đến địa chính trị, kinh tế và tài chính vẫn còn. Lux nói thêm rằng, dù Trung Quốc công bố ngừng bổ sung vàng trong hai tháng liên tiếp, nhưng quốc gia này sẽ sớm quay trở lại. Trong tuần này, thị trường sẽ chờ đợi thông tin của cuộc họp chính sách của Fed. Theo Lush, cuộc họp có thể là cơ hội nhưng cũng có thể là trở ngại đối với vàng. Trong tình huống xấu, kim loại quý này vẫn phải giữ phạm vi 2350 đến 2340 USD nếu không giá sẽ giảm sâu hơn. Mặc dù vậy, ông cho rằng bất cứ sự điều chỉnh đi xuống nào cũng sẽ là cơ hội mua vào. Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới neo ở mức 2.390,3 USD một ounce, tương đương gần 73,3 triệu đồng một lượng, nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 6,2 triệu đồng một lượng. Đồng USD ổn định vào tuần trước, chỉ số DXY bị mắc kẹt trong phạm vi hẹp 104 đến 104,55 trong suốt tuần vừa qua. Tuy nhiên, kho bạc Mỹ 10 năm đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh sau khi dữ liệu chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE của Mỹ được công bố vào cuối tuần trước. Theo đó, chỉ số PCE của Mỹ, thước đo lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, tăng 2,51% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức 2,6% trong một tháng trước đó. Dữ liệu PCE thấp hơn, củng cố việc Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Kết quả cuộc họp của Fed sẽ được công bố vào ngày 31 tháng 7 tới. Thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất và chờ đợi những bình luận từ chủ tịch Fed Jerome Powell xem có bất kỳ gợi ý nào từ phía ông về việc cắt giảm lãi suất hay không. Hiện tại thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 9. Triệt vọng trước mắt đối với chỉ số DXY vẫn chưa rõ ràng. Diễn biến giá vào tuần trước cho thấy thị trường có thể đang chờ đợi kết quả của cuộc họp Fed. Vì vậy cho đến lúc đó chỉ số này có thể vẫn kẹt trong phạm vi 104 đến 104,55. Một sự đột phá ở cả hai bên của phạm vi này sẽ xác định động thái tiếp theo đối với chỉ số DXY. Việc chỉ số này tăng vượt mốc 104,55 có thể giúp nó tiếp tục tăng lên mức 105 ban đầu. Một sự đột phá hơn nữa trên mốc 105 sau đó sẽ mở đường giúp chỉ số DXY đạt mức 106 và xác lập đà tăng trong những tuần tới. Trong trường hợp chỉ số này phá vỡ phạm vi dưới 104, điều đó có thể khiến nó sụt giảm xuống mức 103. Sự đảo ngược mạnh mẽ vào cuối tuần trước đã xác lập xu hướng tiêu cực đối với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm. Lợi suất có thể giảm xuống mức 4,1%, thậm chí là mức 4% trong ngắn hạn. Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 29 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.249 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra dự nguyên hiện ở mức 23.400 đồng và 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào bán ra như sau: Vietcombank mua vào 25.091 đồng, bán ra 25.461 đồng. Vietinbank mua vào 25.030 đồng, bán ra 25.460 đồng. BIDV mua vào 25.121 đồng, bán ra 25.461 đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin tài chính sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.